Vô. Như mọi người thấy thì chúng ta đang ở 5.0 ha. Hưng cũng đang ở đây. Tôi không thấy gì cả, tôi chỉ thấy gì đây? Thấy cái gì đây không? Tôi chỉ thấy một sự đen tối trước mắt tôi. À, thấy gì đây không? Rất là đẹp ha. Một thứ tôi đang đợi lâu rồi. Nào à. Sao rồi? Liệu em có thể gì ấy? Chốt một cái ly phong nào đó của sát sử ký không? Tỷ lệ sát thương. Được thì tốt. Ngay bây giờ. Lần đầu tiên. Có quy định là hai tháng di vật nó ngon ngon thì chúng ta sẽ chép lần ha. Ai lục chúng ta phải ra. Chưa chưa. Không không, em không có phá trước nữa. Chép hết rồi. Em không có nhiều. Thì ra hoa mình không cần chép thôi. Tức là không cần chép hoa lắm. Thôi cứ chép. Wow. anh nhớ rằng là spoiler là có con nào theo phòng ngự ta? Liệu rằng cái đồ phòng ngự đó chưa tính là một đồ thôi cho nên chúng ta tiếp. Có khi nó bốn mấy CV chứ. Đi không? Không. Ok, chưa được cái gì luôn. Tiếp nào. Mới được có một cái thôi. Cái này xem xét được hả? Cái này xem xét được. Rất 6 cái. 6 cái đồng hồ và không có một cái ly nào này. Ngự HP tấn công xem được này. Phòng ngự HP tấn công không? Phòng ngự. Ok rồi. Có đồ để nâng thử rồi đấy. Về là đó đi một cái này. Chiến thuật của ngày hôm nay nó hơi lạ mọi người. Liệu rằng đi một cái này. Vậy này trước ha. Ngày trước ha. Ừ. Để cho nó đi luôn đi ha. Cho đi luôn đi. Ừ, cho đi luôn đi. Cộng 8 để coi thực hư thế nào. Dòng rồi bỏ đi ha. Là dòng rồi bỏ đi. Cái thứ hai còn Loro nữa. Bỏ. Để cái này. Thử chiến thuật cũ ha mọi người. Bye. Hay da, thôi nghỉ. Hết cứu rồi. Ừ rồi, hết cứu rồi. Ê, mình lên 100 ngự không? Thôi, không. Phải đậu video bằng một món 100 ngự. Cái đó cộng max em nhớ cũng không có lên được 100 đâu. Không, nó cộng 21 ngự là được. Ok, tiếp nào. Đồ, đầu video vậy không ngon lắm nha. Ngon chứ. Xem được nè. Okay. Anh nhớ rằng đã có một thành viên trong kênh nào đó đã từng nói sự đau khổ của chúng ta là niềm vui của Beaver. À, chúng ta thì nói câu đó. Vậy các bạn đó mà chúng tôi đâu. Đây tính ra là 4. Từ ngày không có một cái cát nào đồng hồ nào luôn. 5 cái nón và 4 cái ly. Hello. Ayo. Khoan đã, từ. Okay, thiến hiến tế này. Tí là bảo. Liệu rằng. Tí là bảo. Không flash. Tấn công. Không phải phòng ngự, nó không phải phòng ngự. Bây giờ thứ duy nhất để làm cho cái này có thể hoạt động được là 30 lao sát thương bạo này nhá, nó không thể nào là 80 tinh thông được, hiểu không? À giờ đều cũng đi nè. I mean it's alright, like
tiếc vậy. Không 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 không, từ khoan đã. Từ khoan đã mọi người. Tiếc vậy ta. Không không không, khoan đã, khoan trời đã. Ơi. À, hơn hơn khoan đã. Anh thầy. Cho nhất mọi người không biết thì đây là cái ly hiện tại của mình. 66 13 là 26. Hiểu không? Ừ, nó là 26 nhưng mà này on set mà đúng không? Ừ, nó on set, cái này on đây set. Đây là ly, ly. Cái này là on set và có thể tấn công phần trăm. Không, thì nó có đi trước á nhưng mà em không giữ. Ừ. Rồi nếu mà nếu mà chơi như vậy nếu thì chúng ta có thể thay được. Thay cái đồng hồ, hay cái đồng hồ 40 CV. Mười em hai đó. Một sự nâng cấp nhẹ. 84 196. Ok, cũng được. 2K2 là tắt. Ok, cũng được đó chứ. Tới cái này thử coi. Cái này nhìn cũng ngon nha. Trên lý thuyết thì nhìn cái này cũng ngon ha. Đúng rồi. Thực hành thì nhưng mà vấn đề là cái gì cũng trên lý thuyết. Rồi. Vẫn câu nói cũ. Lý thuyết. Một like, một subscribe để ủng hộ mình nhé. Trên lý thuyết là 5 lần đúng không? Bây giờ 5 lần nhân 7 là 35, mình cộng lên là 41.2 sát thương bạo kích nè. Nghe bất khả thi quá ha. 1 41.2 sát thương bạo này. Great. Chú cái gì? Trời má ơi. Kẻ Hưng nói vậy không ổn rồi. Ở Thanos thì cái này còn Loron nữa. Thôi bỏ qua đi ha. Ok. Thôi thật ra thì cái ly kia là cũng ngon rồi. Hiện tại đang bắt đầu có tiến triển rồi. Ê, mém bị lỗi quá Hưng. Hên quá mình không phải Hưng. Hên quá mình không phải Hưng ha. Cái ly này. Người không gì người, trời chu đất diệt. Bây giờ mình không vì mình thì trời chu đất diệt. Phòng ngự tấn công tăng sát thương vật lý không có gì hết. Một lần nữa again. câu hỏi đặt ra là ủa game này có vật lý. Xin lỗi là play quá ô đỉnh quá nạp. Phòng ngự tấn công tăng sát thương nguyên tố thủy, tăng sát thương nguyên tố nham. Ê, cái ly thủy nó cũng được á. Chữ thì cũng được nhưng mà không nâng nhá, không nâng không tính, rồi đặt vào hàng mà. đi này. Ok, mừng cái là nãy giờ không có hoa mọi người, tại vì mình hoa mình khỏe rồi, không có cần hoa nữa. Rồi, nham, HP, băng, ngự, HP. Không next. Có gì luôn. Không có gì luôn. Video này sẽ kéo dài cho 16 phút nha mọi người. Ôi, 16 dữ chưa? Nói gì cho nó tự ái không? Bật đầu tài tự ái luôn. À, ba cái phòng ngự cũng không vui lắm. Ok, chịu. Kê thêm lần nữa đi. Thêm lần nữa không? Nguyên tắc mình phải theo nguyên lối mòn của nguyên tắc. Cái này à. Em tuyệt vọng như luôn á hả? Ừ cái mà... Ê, bây giờ nhớ nè, cái ly mà em đang có á, là cái đồng hồ em đang có là đồng hồ 40 CV nha. Ừ biết. Thì giờ nó phải vô tỷ lệ em mới tự giữ ấy. Để vô tỷ lệ mà rồi. Vấn đề là bây giờ em có cái ly phong nào ngon không? Cũng không luôn. Cái đó là ly phòng ngon nhất của em hiện tại đó. Ok vậy cái phòng ngự đi trước đi. Tới đi. Tới trước hả? Odin đi. Quý Odin đi. Đó, Odin đó. Rồi xong, bye. Xin vĩnh biệt cụ. Hồi nãy giờ mình Odin cũng nhiều rồi. Thôi, im lặng lại đi ha. Đủ tốt rồi mọi người, hiện tại cái của mình là 35 CV nữa. Chịu rồi. 200 ngữ nó nhiều quá. 4 cái ly này. Nham, HP. Hình như hơi nhiều để tấn công rồi đó mọi người. Mình cũng
giữ giữ hai cái này xem thử cũng được. Ok, ba cái đó. Hơi nhiều để tấn công rồi đó mọi người. Cũng hơi cũng không ít đâu. Ly tấn công mà xét xét này nữa hơi nhiều luôn á. Ok rồi, nâng vô tấn công một lần Wow. à, Wow. rồi. À Chiều ok, một. chiều một rất nhiều ly tấn công Một rồi, một thôi cái luôn ly nha, tấn công. thôi yên luôn đi, thôi yên luôn. Liệu rằng nó có thể ao trình được cái ly 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 ly. Ôi nó ao trình thiệt luôn này. Ooh. À đây đây đó, lỗi của Hưng này. À buồn, Đó. trầm trầm cảm quá tới mức mà bị luôn. Nói chung là tập này tất cả là tại Hưng nhá. Đây cũng không có nào nâng của sếp này luôn. Chuyện gì cũng đổ cho tôi cả. Đúng rồi, phải đổ Hưng chứ, đổ ai vậy? Trời ơi, bà tôi thật. Các thương nguyên tố tạo giữ được nhưng không nâng nhé, vật lý thì không không giữ luôn nhé. Ấy cái nham mà anh thấy anh mới xước qua anh thấy xước qua nó có một sự mờ ảo của sát thương kỹ lại, hóa ra anh mất mù, Giữ được này. anh tuyệt vọng vậy luôn á. Vậy luôn á hả? Em đói rồi, đây có cái ly hỏa kèo quốc luôn đi. Ba dòng mà giữ thì giữ nhưng cũng không nâng à, không có nâng đâu. Thì cứ nâng đi. Em có ly hỏa mạnh hơn anh rồi. Cày. Mình nói câu đó Hưng cũng không nói gì được, tại Giờ Hưng đã biết đó là nói sự câu thật. đó, giờ bây giờ mình thách nó ra được cái món nào ngon luôn á. Để ra được rồi mà. Từ giờ trở đi. Ok rồi, thách đúng không? Ok. Ừ. Challenge accepted. Chuẩn bị cho ổng thấy cái ly 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 phong 40 CV nào mọi người. Bây giờ nè, anh nghĩ là miHoYo nên làm một cái gì biết không, Gì? làm gọi là sao ta, gọi là ưu tiên á, kiểu như là cái bộ di vật nào mà mình cháp á thì nó sẽ để lên đầu á cho mình đỡ mình kìm, hoặc là sợt đi, mà có nút sợt kìa. Ấy Again nữa, nãy nãy tính ra ồ nãy ê vừa mới stream xong có cái đó 40 CV rồi á, giờ chẳng lẽ có cái 40 CV nữa. Ấy ba lâu mày Ấy nha. Ấy vấn đề là hoa thì mình mạnh quá rồi, hơi khó, hoa thì hơi khó. ấy Ok được. ấy gì cái đây What is gì this? What cái what what are those? What are those? Hoài chừng hoài năm trước đi ha. đây Hoài năm trước đi, hoài năm trước đi. Quá nào. nạp được. Thôi nệt dòng là bỏ đấy. Ok, cái nào Cái ngu đó để ngu, cuối đi, cái cái đó để nào cuối đi. cái nào ngu ngu lần trước đi. Đây. Đây 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 đây. The first Khôn one. nhất phải là này. Đó. Hết food luôn rồi đó mọi người. Nhiều đồ nâng tới mức hết food luôn rồi đó. Mình tưởng 13,2 sát thương mọi người, hóa ra đó 13,2 tỷ lệ à. Ok. Trời Hên ơi. hên 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 giật mình giật mình giật mình Trời ơi, nó mà vô kia hai phát là 20 tỷ lệ. giật mình giật mình giật mình Đấu luôn à. Ok, mở cái vòng rồi, dục dục Ủa là nâng chưa? dục dục Là nâng chưa vậy? dục 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 nói chung là dục Rồi cái này này chứ đi. nón trước đi.
Đâu tính ra là mình còn nguyên đống ly trên kia kìa. Brother, what's that? What's that, brother? What's that? What's that, brother? Nó né sạch. Chỗ né. Nó né sạch luôn. Thôi hên là mình đang không cần nón sát thương bạo, mình đang cần nón tỷ lệ bạo đi ha. Cho nên là tất cả là tại hưng là vậy đó mọi người. Cái gì được này. Ê. Gì đấy? hình như anh thấy tương lai gần tương lai xa chúng ta có một nghe ngữ hơi nhiều 7839 luôn mà ô đi luôn Oh my god! Wow! Đó, hợp lý. Oh. Kinh nghiệm đập đồ 3879 á. Đừng ngồi. Thì còn lẹ không mọi người? Không có reaction gì luôn. Wow. Đúng nghĩa là no reaction luôn. Nó giống như là đi dạo mỗi ngày á. Long thứ tư chưa ta? Tầm đó. Thấy không? Wow. Thấy không nữa đó, thấy không? Nó nhiều vải luôn á. Wow. Amazing. It's looking crumptious. Thầy chút đi ha. Rồi sắp hết food luôn rồi. Lật một vòng đi. Ok, lệch dòng rồi. Bỏ. Đấy. Nó không nghe rồi mới khóc. Ừ thì đó. Mày cũng mày vậy đánh á. Công. Mày cũng vậy á, mày lệch dòng đi, lệch dòng. Lệch hết hợp lý. Lệch hết. Lệch hết là càng hợp lý. Thằng okay, này nó lì lắm, nó không nghe mà nó lệch hết. Ok. Bây giờ mày lệch hết đi. Lệch hết đi. HP. Vô mà HP rồi nào. Lệch hết. Còn người HP nha. Cắm bây giờ tới lại sát thương á. I mean it's alright, like ô đỉnh vậy. Nó không cộng 7 là 37,8 là bằng 35 đúng. 35. Nó nghe. Nhưng mà nó có một cái ê, nó có một cái sự mắc phòng ngự. Má nó chỉ nghe cái hiện tại thôi mà hiện tại nó còn tấn công 5,8 nữa. Đâu cần đâu tại vì ngự với ba máu với 35.000 nó dư sang rồi, còn em có mười mấy ngàn à. Nãy nhìn tưởng double crit ấy. Hết hồn. Mờ. Hết hồn luôn. Ok, sắp hết rồi đấy. Sắp hết đồ ấy. Ở video này cũng nhanh nha ha. 20 phút rồi, chưa cắt gì thì 20 phút rồi. Ghê quá. Lúc nào mà cút. Cái đường này. Ừ, được. Được, ý là cái này có em có cái ngon rồi. Dòng 4. Có em có cái ngon rồi, không có cần lắm đó. Ồ, hết rồi. Hết rồi à. Hết video rồi đấy. Ê mà, anh thấy gì không Hưng? Cái này người ta gọi là... Không. Nè, anh thấy sự perfect không? Nó ra đủ set luôn nè. Bước hết. Ý là 5 cái, nhưng mà vấn đề anh thấy không? 5 cái đủ set luôn. Biết. Nhưng mà bước có nghĩa là ra cái là bước lần cho nó là cho xong mới đó. Lần áp chót này. Rồi. Lần cuối cùng luôn này. Ok. Ok, để lần hai cái này coi có gì đặc biệt không? Mọi người thấy mình skip khúc này là mọi người biết không có gì đặc biệt ấy nha.
basically là, cũng kết luận lại là cũng được nâng cấp một xíu đúng không? Tại vì mình có một cái ly phòng on set. Ok, để mình coi thử hạn của môi trời nó có tăng hay giảm gì không ha. Để mình sẽ cập nhật mọi người lại sau vài phút giải lao. 5 minutes later. Ok, thì cơ bản là con môi trẻ lên từ hạng 2600 lên hạng 1100. Một thành công. Và nó chuyển category từ 110 nạp. Từ 110 nạp lên thẳng 100 thành bản bình thường luôn. Có nghĩa là đông người hơn á. Nó đồng nghĩa với việc là giờ con môi trẻ nó hạng cao hơn hẳn rồi. Hợp lý. Đúng không? Ok, hợp lý. Coi như là thành công đi, mặc dù cũng không tính là thành công lắm á. Video lỏ luôn. Ok, nói chung là vậy, thật ra cũng được rồi. Ok. Nếu mà mọi người nãy giờ coi tụi mình đau khổ vui á, thì cho tụi mình một like và subscribe và ấn vào nút chuông. Tôi thấy không hài lòng với cái video này. Vì nhạc. Nhạc à? Thấy nhạc. Nhạc. Vâng. Ok. Nó nhạc hơn so với cái video hù tao của tôi. Nó bùng nổ hơn. Còn nếu mà các bạn chưa thấy bùng nổ hù tao bùng nổ nào, hãy coi video hù tao để thấy sự bùng nổ. Ủng hộ Weibo Game ở dưới phần mô tả của video ha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở cái video lần sau. Bye bye.